Lưỡi ảnh đen ha. Đẹp ghê á. Này nuôi lớn á. Sao y như con gấu đen á. Này đẹp không biết gì là đen lông dài luôn á. Này nuôi lớn á, nó y như con ấy á, con gấu đen á. Con gì? Con gấu đen. Con Bắc Hà, con Hà Su nữa hả chị? Bắc Hà Su là nó đó em. Không, con này nữa. Con đó là nhân dế chú bạn đúng không? Bắc Hà với mông cọc là hai dòng được vừa rồi, có thi đất sau đấy. Con nó gì là nhân dế chú bạn đúng không? Đẹp quá trời. Cho lại. Đẹp quá hả? Là con khác đây. Em ơi, nên nó đẹp, nó thông minh và nhìn nó hiền á. Mà nó khôn lắm nha, đừng đùa nha. Nó xù Hà Giang. Nó đây em. Ủa là con có sao lại? Ra đây con, ra đây con. Ra đây con. Về đây con. Ra đây con. Bắt tay bắt chân với nhau tôi. Bố nó đẹp cực kỳ này.